Thưa quý vị và các bạn, nằm trên một ngọn đồi nhỏ thuộc thôn Khương Hà Năm, xã Hương Trạch, huyện Bố Trạch. Ở Hiệu Phong Nha là một quán nhỏ xinh xắn, là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách muốn khám phá phong cảnh hữu tình của vùng đệm miền di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Xin chào anh ạ. Dạ, em là Ngọc Hà đến từ chuyên mục Quảng Bình Điểm Đến của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Dạ, anh đốt lửa như thế này thì là để làm gì ạ? Em đang chuẩn bị lửa để đốt nướng gà cho khách. Dạ, vậy thì mô hình du lịch cộng đồng của anh thì cái hình thức của nó như thế nào và anh có thể giới thiệu qua cho em được biết không ạ? Em đang làm một cái điểm đến nhỏ nhỏ cho anh em du lịch có nhu cầu đến Quảng Bình. Ok, để điểm đến dừng lại để mình giới thiệu một phần nào đó trước khi họ về với Phong Nha. Ở đây thì gồm có đôi giày khát, rồi cái bãi cắm trại, rồi những cái đồ ăn uống bình thường của giống kiểu mình ăn ở nhà thôi. Nướng gà thế này thì cần khoảng bao nhiêu phút là chính? Khoảng 30 phút là xong chị ạ. Là có thể ăn được đó. Du khách ở đây thì thường thường họ thích ăn những đồ ăn gì? Họ đến thì người nước ngoài thì họ thích đồ những món ăn của người Việt Nam ấy, như cơm chiên, phở, rồi bún, rồi ném đạn, ném chiên thôi. Gà nướng như thế này nữa đúng không? Thế thì nướng gà xong như thế này thì mình chế biến ăn kèm với cái gì không? Mình có thể ăn kèm với xôi nếp của người Thượng Trạch, ăn với muối chéo. Muối chéo, muối chấm chéo rất là đặc trưng đúng không? Dạ. Buổi chiều mà được ngồi ở đây đồi cao như thế này, được tận hưởng cái không khí trong lành của làng quê thật là tuyệt vời phải không anh? Ở đây thì chị có thể quan sát được cảnh người nông dân đang làm việc trên cánh đồng bao lá, rồi cảnh yên bình của làng quê. Vì cái vùng quê của mình đang còn giữ được những cái nét con hoang sơ, con yên bình ấy. Rồi nhìn xa hơn nữa thì chị có thể thấy được cái cảnh rừng nguyên sinh của bông lái, thì cái thôn bông lái bên trong á. Còn về hướng tây thì chỉ có thể quan sát được bao quát cả cái vùng Phong Nha luôn. Buổi chiều thì có thể ngắm được mặt trời lặn. Đến với ớt Hiệu Phong Nha được thưởng thức cả món ăn đặc sản của địa phương và được ngắm nhìn mặt trời lặn ở phía sau những rặng núi. Đó là những trải nghiệm thực sự thú vị của Ngọc Hà trong chuyến hành trình khám phá địa quê di sản thiên nhiên thế giới, vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.